Lê kính chào quý khán giả đài SVTN. Hôm nay là đêm giao thừa, tiễn năm Quý Mão, đón rước Giáp Thìn. Hường Lê có mặt tại chùa Pháp Bảo, tọa lạc tại 7501 Auckland Road, Elkin Park, PA, ghi lại hình ảnh quý đồng hương và quý Phật tử tề tụ về chùa đón giao thừa. Lễ Phật chúc mừng năm mới, tay bắt mặt mừng, trao cho nhau lời chúc tốt đẹp đầu năm. Hường Lê kính mời quý khán giả xem phóng sự đêm giao thừa chùa Pháp Bảo do nhóm phóng viên chúng tôi ghi lại. Hường Lê kính mời. Thường Lê kính chào quý khán giả đài SVTN. Những cái khung cảnh mà trang nghiêm như thế này là thầy và quý Phật tử đã bỏ công để trang trí đó, những cái hình giống như những rồng phụng, cây mai treo những cái phong lì xì, là đây là cây đào đó, cây đào đã treo những cái phong lì xì. Chụp được không? Chụp không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên là thầy Hải kính chúc tất cả các vị đồng hương xa quê, toàn thể nước Mỹ cũng như là tất cả các Phật tử tại vùng Philadelphia cũng như là các vị Phật tử lân cận. Dạ, trước hết thì thầy Hải cũng kính chúc tất cả các Phật tử ở quê nhà là nước Việt Nam của chúng ta đón một mùa xuân rất là vui vẻ, hạnh phúc, an lạc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Khờ Lê xin cảm ơn những lời chia sẻ của thầy chúc, những lời thầy chúc gửi đến quý khán giả đài SBTN cũng như quê nhà. Một lần nữa, Khờ Lê xin kính chúc thầy được nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc để phụng sự chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Năm cũ sang năm mới, mình cũng có đôi lời để gửi chúc mừng khán giả trong nước và ngoài nước. Phật tử được năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn trong tương lai. Hường Lê xin cảm ơn những lời chúc của chị đến quý khán giả đài SBTN. Một lần nữa Hường Lê xin chúc các chị ban ẩm thực của chùa Pháp Bảo một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Em cũng chúc các anh chị và khán giả đài SBTN cùng gặp nhiều may mắn và vạn sự như ý. Hôm nay là tối 30, các chị em là đến để đón giao thừa và xin lộc hai lộc đầu năm, cũng chúc bên Việt Nam những người thân bằng quyến thuộc ở Việt Nam
một năm mới tràn đầy hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Dạ, hôm nay là ngày 30 Tết, chị em tụi mình cũng tụ họp họp về chùa chúc Tết cho quý bạn đồng hương của mình. Lê xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của chị gửi đến quý khán giả ở đây cũng như là ở quê nhà mình. Mỗi năm mới Hường Lê xin chúc các chị và gia đình được nhiều sức khỏe và vạn sự như ý. Hồi Lê kính chào quý khán giả đài SBTN. Những giây phút vừa qua chúng tôi gửi phóng sự đến quý khán giả chùa Pháp Bảo BA và quý đồng hương cùng với quý Phật tử tiễn năm Quý Mão ra đi, đón rước năm Giáp Thìn về khắp mọi nhà. Phóng sự đêm giao thừa Hường Lê xin khép lại trước khi chia tay bước sang năm mới. Hường Lê kính chúc quý khán giả và gia quyến năm mới tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Hường Lê tường trình từ 7501 Auckland Road, Elkin Park, PA. Hường Lê xin hẹn lại phóng sự kỳ sau. Kính chào!